vlog này, Mina không nhắc gì tới công việc của Mina as a professional job và không thông báo với mọi người một cái chuyện rất là quan trọng đã xảy ra trong thời gian 2 tháng vừa qua. Và chính là Mina đã quyết định nghỉ việc ở bên Harper's Bazaar. Và lý do Mina không chia sẻ với mọi người cái hành trình Mina làm công việc này, cũng như là không khoe mọi người hay là không thông báo tin vui này với mọi người khi Mina nhận job này, thì Mina có thể nói là rất là mong mọi người sẽ thông cảm cho Mina, bởi vì trong thời gian qua thì Mina đã gặp rất là nhiều khó khăn và rất là nhiều cái thử thách trong lúc làm công việc này. Và bên cạnh đấy thì Mina đã thực sự không có thời gian để có thể vừa làm công việc của mình, vừa làm YouTube mà vừa có thể chăm sóc cho bản thân của mình. Mina nghĩ rằng khi mà một cánh cửa đóng lại thì chắc chắn là sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Và đây là một cái thời điểm Mina muốn cánh cửa mới này mở ra, và Mina muốn mang mọi người đi chung với Mina. Và rất là mong rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ thực sự gần gũi và mọi người sẽ cùng Mina đi tới những chặng đường tiếp theo, tới những cột mốc tiếp theo trong cuộc sống của Mina. Hello mọi người, không biết là một năm qua mọi người đã như thế nào. Riêng Mina thì Mina đã bắt đầu vlog này với một cái tâm thế là mình đã tự hỏi chính mình là một năm qua mình đã làm những gì và mình có vlog không, cũng như là Mina muốn tự hỏi bản thân mình một năm qua mình đã có gì thay đổi để có thể chia sẻ với mọi người trong video này. Bởi vì có một suy nghĩ vừa pop up trong đầu Mina và Mina muốn chia sẻ với mọi người ngay, tại vì Mina rất là sợ là Mina sẽ quên và sẽ chẳng bao giờ có một cái cơ hội để có thể chia sẻ với mọi người thêm một lần nữa. Bởi vì Mina nghĩ rằng là một trong những cái sai lầm lớn nhất mà con người hay mắc phải đó chính là bạn luôn nghĩ rằng bạn có thời gian. Và từ cái việc là mình luôn nghĩ rằng mình có thời gian thì mình sẵn sàng trì hoãn mọi thứ diễn ra trong hôm nay chỉ để ngày sau, ngày kia, năm sau làm. Và Mina nói cái này là Mina cũng nói cho chính mình luôn. Và Mina chia sẻ với mọi người với tư cách là người bạn, bởi vì trong một năm qua thì Mina cũng đã trì hoãn khá là nhiều thứ. Và trong năm đấy mình không có làm hết những thứ mà mình muốn làm chỉ bởi vì mình nghĩ rằng là mình có nhiều thời gian mà thì có thể năm sau làm cũng được. Trong thời gian qua thì có rất là nhiều người bạn, nhiều anh chị đã truyền cảm hứng cho Mina và làm Mina nhận ra rất là nhiều điều. Đó chính là thời gian thực sự rất là quan trọng và đừng bao giờ áp đặt và cho phép mình một cái suy nghĩ là mình có thời gian. Bởi vì có một người bạn đã nói với mình rằng nếu như mà có bao giờ bạn muốn biết thời gian quý trọng như thế nào, từng ngày của bạn quý trọng như thế nào, thì bạn hãy tới và hỏi những cái người mà bị bệnh và bị ung thư giai đoạn cuối cùng để biết được là từng giây từng phút của họ nó quan trọng như thế nào và họ trân quý, trân trọng cái giây phút đấy ra sao. Nên Mina thấy rằng thực sự trong một vòng một năm qua thì mình đã không có cố gắng hết 100%, có lẽ là chỉ 70-80% thôi. Và 30% còn lại thì mình đã để đấy. Mình để đấy bởi vì mình nghĩ rằng là mình có thể làm thì mình có thời gian. Và Mina cũng muốn nói với mọi người luôn là mình sẽ không bao giờ như vậy nữa. Tất cả những gì mà mình muốn làm và mình muốn hoàn thành thì mình sẽ lên kế hoạch trong luôn ngày hôm nay để có thể làm và sắp xếp nó một cách hợp lý. Và Mina cũng mong rằng là mọi người sẽ cảm thấy như Mina. Và nếu như mọi người có bất cứ một cái mong muốn, ước mơ, muốn đi du học, muốn tìm hiểu về việc du học thì hãy làm ngay trong vòng hôm nay. Muốn giảm cân thì hãy tìm hiểu cách giảm cân trong ngày hôm nay. Và Mina cũng vậy, Mina có rất là nhiều điều Mina muốn làm. Cái thứ nhất, Mina đã muốn đi mổ mắt cận. Nhưng trong vòng một năm qua mình sẽ có rất là nhiều lý do để mình ngụy biện, để mình nói là vì lý do này, vì lý do kia mình không làm. Nhưng thực tế có một điều là mình cần mổ mắt cận nhưng mình đã không làm. Đây là sức khỏe của mình, nhưng mình đã không tìm hiểu. Cái tiếp theo là Mina đã muốn làm gì? Mina đã muốn đi học lái xe hơi. Nhưng mà Mina đã cho một cái lý do là trong vòng một năm qua mình đã đi làm, nên là mình đã không sắp xếp thời gian để đi học lái xe hơi. Có rất là nhiều điều tương tự như vậy. Và Mina đã suy nghĩ lại và thấy là mình cần phải biết quý trọng thời gian hơn và đừng bao giờ nói rằng là mình có thời gian. Bởi vì mình đâu biết được tương lai như thế nào và mình còn thời gian để cố gắng hơn nữa không đâu. Nên là trong vòng thời gian sắp tới thì Mina sẽ đi tìm hiểu mổ mắt cận. Nên là nếu như bất cứ ai đã từng mổ mắt cận rồi thì đừng quên hãy nói Mina biết nhé. Bởi vì mắt Mina bây giờ thì Mina đang cận khoảng 5 độ 25 và có một bên bị loạn. Và Mina rất là mong rằng mình sẽ có thể hoàn thành được cái mong muốn này của mình sắp tới. Và đấy, lý do mà mình quay lại cái đoạn này cũng chính là để nhắc nhở mình, Mina, đừng nghĩ rằng mình có thời gian, hãy muốn làm gì thì làm luôn bây giờ đi. Cho nên là
Sắp tới thì Lani sẽ có một cái birthday sinh nhật 25 tuổi từ năm 1994 cho tới năm nay là năm 2019, và Mina cảm thấy rất là kiểu vui và happy. Và Mina đang ở Rồi Sinh quận 2, và bây giờ thì mình đang ngồi chờ Nat. Và Nat là một người chị và một người bạn rất là thân của Mina. Nên hôm nay mình cũng mặc đồ rất là bình thường ấy, kiểu áo phông, quần jean, đấy thế thôi. Và mình có mang theo cái túi của mình để làm việc nữa. Nat là fashion editor của Harper's Bazaar. Và Mina và Nat biết nhau cũng phải hơn một năm rồi. Nhưng mà lúc mới vào thì hai chị em cũng khá là hợp, nhưng mà cũng phải chắc phải sau 3-4 tháng thì hai chị em bắt đầu thân hơn, bởi vì tìm thấy được rất là nhiều điểm chung ấy, và kiểu đồng cảm với nhau rất là nhiều. Và nếu như một lát nữa mọi người nhìn thấy chị Na thì chắc chắn mọi người sẽ thấy kiểu không giống người Việt Nam chút nào ấy, kiểu rất là đẹp và rất là xinh, kiểu giống như kiểu Hàn Quốc ấy, nhìn cái vẻ đẹp rất là kiểu mong manh. Và nãy giờ thì mình mới kịp order cho mình một cái ly. Đây là ly ice latte with soy milk. Thường thì Mina tới Lưu Jean, Mina hay gọi món này tại vì Mina thấy nó khá là ngon, và mình cũng chưa kịp uống gì hết ý, mà bây giờ thì đã là 12:30 nên là mình thực sự cần cà phê. Và hôm nay thì mình đã kịp làm những gì nhỉ? Hôm nay thì mình dậy lúc 9 giờ, và mình đã kịp đi lên cái chỗ để mà lấy bảo hiểm xã hội, tại vì khi mà mình nghỉ việc thì mình sẽ cần phải đi lấy bảo hiểm xã hội, cũng như là cần phải làm một số thủ tục liên quan tới chuyện đấy. Và sau đấy thì Mina sẽ cần phải qua một vài cái nơi để Mina xem nhà. Đây là căn nhà mà lần trước Mina có dẫn mọi người đi xem qua, và hôm nay thì mình đã quyết định là tới đây để thuê cũng như là thử trải nghiệm xem là không gian sống ở đây như thế nào, và vừa quay được một cái video, và rất là mong rằng mọi người sẽ dành thời gian để xem nó nếu như Mina kịp up video đấy trước hoặc là sau video này. Video đấy có tên là làm sao để có thể đẹp tự nhiên mà không cần make up, và làm sao để có thể đẹp trong mắt người khác và khiến tất cả mọi người trong trường yêu quý mình. Và đấy là một cái video trong chủ đề Back to School. Thực ra thì Mina để nó vào trong Back to School series, nhưng mà Mina cảm thấy là nó áp dụng cho tất cả mọi người. Nên là nếu như mà bạn đang tìm sự tự tin, hoặc là bạn muốn làm sao để bạn cảm thấy đẹp và có động lực trong cuộc sống, thì chắc chắn là nên xem video đấy. Nói thật là nếu như mà cỡ cách đây
5 năm trước mà Mina biết được những điều này thì chắc chắn là mình đã trở thành một người rất là ngầu ở trường rồi. Yeah. Lúc mà Mina quay video thì Mina cũng mặc cái áo này. Áo này trông rất là xinh luôn. Mina mua ở H&M. Và tóc hôm nay nó thật là kiểu nhìn quá là đẹp ý, mọi người thấy không? Làm nguyên một ngày nhưng mà bây giờ nó vẫn rất là xoăn, rất là bồng bềnh, nhìn trông rất là khỏe mạnh. Để Mina chỉ cho mọi người cái phòng tắm nhé. Trông thực sự xinh lắm luôn. Đây, phòng tắm có cái bồn tắm như thế này. Và mọi người thấy không, mặt của Mina bây giờ không đánh thêm nền luôn, không đánh concealer, chỉ có em tone up cream này đánh lên toàn mặt và cổ. Sau đấy thì Mina dùng những cái sản phẩm má hồng rồi mascara các kiểu như bình thường thôi. Mà cái mặt của Mina, bạn Mina còn khen là kiểu như là nhìn trông tự nhiên lắm, mới nhìn chả biết là có make up hay không luôn. Đương nhiên là ý Mina muốn nói là cái lớp nền, không biết là có đánh cái gì lên hay không, nhưng mà nhìn rất là tự nhiên, cho nên là mình rất là thích. Mina sẽ ở hôm nay edit nguyên đêm luôn. Và ngày mai Mina thuê là bởi vì để Mina trải nghiệm xem ở đây nó có ồn không, mình có sống được không. Và còn lại nữa là mình cũng thuê để mà mình ngồi mình làm việc, edit video cho nó kiểu nhìn sáng tạo ấy. Yeah, cho nên là bây giờ Mina sẽ thay đồ và chuẩn bị đi. Aigo, so see you later because I'm going to have to hide no more. It shouldn't be unfair. I wanna go and I wanna know. Gặp với một người bạn của mình. Hôm nay thì cũng không thể nào gọi là một cái meeting được, nó giống như là một buổi catch up với một người bạn. Tại vì Mina biết như cũng đã khá lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì hai đứa mới gặp nhau. À, quên giới thiệu mọi người, Như là làm PR ở bên tập đoàn L'Oreal, nên là chắc chắn mọi người đã thấy khá là nhiều trong các stories của mình trước đấy. Nhưng mà hôm nay gặp xong, nói chuyện với nhau xong ấy, thì Mina thấy là đúng là hai đứa bằng tuổi nhau và có rất là nhiều cái suy nghĩ và cái quan điểm sống rất là giống nhau ấy. Nên là mình nói chuyện với nó xong thì mình cũng cảm thấy là có nhiều chuyện. Đó giờ mình cũng rất là thắc mắc và wondering, và cũng muốn có một cái động lực gì đấy để mình cố gắng hơn trong cái sự việc. Thì nói với nó xong thì mình cảm thấy mở mang hơn và chắc là phải gặp nhiều hơn ấy. Nên là hai đứa cũng tâm sự, nói chuyện rất là nhiều, có nhiều cái quan điểm ấy. Đôi lúc mình nói chuyện với bạn mình ấy, chưa chắc là hai đứa đã giống nhau đâu, nhưng mà nói chuyện với nó xong là thấy là hai đứa giống nhau luôn. Từ cái việc ví dụ như là giả riêng này, hay là đi du học, thì có thể có rất là nhiều người sẽ nói rằng là sinh nhật năm nào chẳng thế, năm nay không tặng thì năm sau tặng cũng được mà. Nhưng mà đối với Mina thì không phải sinh nhật năm nào cũng giống như năm nào. Tại vì năm nay có thể là Như sẽ là sinh nhật 26 tuổi, và đây là một cái độ tuổi 26 duy nhất mà Mina có thể chúc Như và thấy Như trong độ tuổi này. Nên là mình cảm thấy là mình cũng phải làm cái điều gì đấy, một món quà nào đấy để khiến người bạn của mình cảm thấy vui. Và có thể năm sau thì Như sẽ là 27, 28. Mình đâu có thể nào mình nói là sinh nhật năm nào cũng giống như năm nào được, đúng không? Mỗi độ tuổi, mỗi cái khoảnh khắc mà mình dành cho người bạn của mình, cho người thân của mình ấy, mình nên trân trọng. Và nếu như mà mọi người hoặc là ai đấy trong gia đình của mọi người sắp tới sinh nhật, thì mình cũng mong rằng là mọi người hãy dành thời gian cho họ. Cũng chẳng cần thiết là bắt buộc phải tặng quà đâu, nhưng mà đương nhiên nếu tặng quà và một món quà ý nghĩa thì người thân của mình sẽ vui hơn và sẽ nhớ tới mình, cũng như là khiến cái ngày đấy của người ta trở nên đặc biệt hơn. Và Mina biết chắc chắn rằng mẹ của mình sẽ rất là vui, tại vì tháng 3 vừa rồi đầu năm ấy thì mẹ mình có sinh nhật, và hôm đấy đáng lẽ rất là mình không thể nào tham gia được đâu, nhưng mà mình đã cố gắng hết sức để có thể tham gia và mua tặng quà cho mẹ này, rồi đặt các món ăn ngon cho mẹ mình nữa. Thì mẹ mình sinh năm 71, đối với mình mỗi năm mình cần phải biết được mẹ mình như thế nào trong ngày sinh nhật và phải chúc mẹ mình đúng với ngày sinh nhật như thế. Nên là mình cảm thấy là mỗi năm rất là ý nghĩa đối với mình. Yeah, đấy là những điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, và cũng rất là mong rằng là mọi người cũng có thể cảm thấy như vậy và sẽ không bao giờ nói rằng là sinh nhật đang đặt của mình như nào nữa.
Vừa nói xong thì thấy là cái construction bên kia đang sửa chữa, nên là có lẽ là bây giờ Mina sẽ vào bên trong để làm việc một chút. Nên là see you guys later. À quên, đây hôm nay Mina mặc đồ như này đây. Quần skinny jean, áo này là áo hở vai một chút. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Gotta be your birthday. It's your birthday. Em muốn kể cho mọi người một chuyện rất là kiểu vui nhỏ. Thì là kiểu bây giờ vẫn là buồn cười. Tại vì lần trước mình đi chơi với bạn của mình, kiểu thỏ bom gấu ấy, thì mọi người đã trêu mình về cái bộ xếp bông. Thì ở nhà Mina có hơn 10 đôi xếp bông như vậy. Và tính của Mina là kiểu không thể nào mà đi tới một cái nơi mới hoặc là một cái hotel mà đi chân đất được, cái kiểu phải có giày hoặc là ít nhất là phải có xếp bông để mà mình đi. Nên là nếu như mọi người biết những cái kiểu xếp bông nào mà đẹp ấy, comment phía dưới cho mình đã biết. Nhưng thực sự kiểu mình đang cảm giác như là mình đang đi sưu tầm xếp bông ấy. Nên là can't help. Và bây giờ Mina sẽ đi mua bánh mì để ăn. Đây, bánh mì 362, rất là ngon. Rồi xong, thế là bây giờ ngoài trời mưa luôn rồi. Không biết lát nữa đi về kiểu gì. Tại vì mình đã không có mang dù. And I don't regret every song that I wrote for you. I don't forget all the heartache you put me through. And I won't pretend every smile was a little white lie. Just like the kiss from your lips when we were saying goodbye. And I don't care if you're bothered by the way. You run and tell your